Vì là một thế giới động vật đa dạng giống loài, nên tụi Pokemon trong vũ trụ này sinh tồn và chiến đấu theo những phương thức rất khác nhau. Trong đó thì có một số loài Pokemon sinh sống bằng cách gắn liền với một loại vũ khí hay đồ vật nhất định nào đó. Chúng gắn kết với đồ vật này cho đến cuối đời. Và đôi khi chính những Pokemon đó phải điều chỉnh cách sinh hoạt của mình dựa theo hình dạng và công dụng của đồ vật hay vũ khí đó luôn. Hôm nay thì chúng ta sẽ điểm danh những loài Pokemon sử dụng đồ vật làm vũ khí để chiến đấu, để xem trong đó con nào là con sử dụng vũ khí tốt nhất và mạnh nhất. Còn đây sẽ là lời nhắc nhở vũ trụ từ thần Arceus cho hơn 70% những bạn đã xem kênh mà vẫn còn hơi chần chừ, sẽ nhấn nút đăng ký để theo dõi những chuỗi series dài kỳ mỗi tuần mà tôi ra mắt trên kênh. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Vô. Ở hạng 11 danh dự thì đó sẽ là Cramorant. Bình tĩnh trước khi nhìn vào ngoại hình của tụi nó mà phán xét. Thoáng qua thì có vẻ tụi này là một con vịt nước bình thường, có mang theo vũ khí gì bên người đâu. Nhưng nếu ta đào đủ sâu vào thông tin sinh học của tụi nó thì ta sẽ thấy Cramorant là một Pokemon háu ăn với bản năng nuốt chửng bất cứ thứ gì. Do bản tính háu ăn nên nó hay bị mắc nghẹn bởi một con Aracuda hoặc là thậm chí một con Pikachu trong miệng. Sau đó thì Cramorant lợi dụng những cú đập nhảy điên cuồng của Aracuda để khiến Aracuda văng ra ngoài với tốc độ cao. Còn nếu khi bị Pikachu mắc nghẹn trong cổ họng thì Cramorant sẽ sử dụng dòng điện châm chích của nó để khiến đối thủ bị tê liệt. Túm gọn lại là tụi này khi săn mồi hay ngoạm trúng một con Aracuda hay là một con Pikachu nào đó, rồi chúng sẽ tấn công đối thủ bằng cách phun tụi này ra và gây sát thương cho đối thủ luôn. Đó là lý do tụi nó có đặc tính độc quyền Gust Missile. Sau khi sử dụng hai chiêu Surf hoặc là Dive thì nó sẽ quay trở về và ngoạm được một con Aracuda trong miệng. Nếu đối thủ tấn công nó thì nó sẽ phóng con Pokemon đang ngoạm về phía đối thủ gây sát thương cho họ. Còn nếu đôi lúc nó ngoạm trúng một con Pikachu, cái này tôi cũng không biết tại sao lặn dưới nước mà gặp Pikachu tôi cũng không hiểu, thì khi phun con Pikachu đó ra ngoài, vừa gây sát thương vừa khiến đối thủ bị tê liệt luôn. Có thể thấy loài này là đặc biệt nhất trong danh sách vì vũ khí của nó lại chính là những con mồi mà nó nuốt không trôi. Dù có một background rất thú vị, nhưng Cramorant trong chiến đấu chuyên nghiệp cũng không thật sự nổi bật. Vì điều kiện để ngoạm được một cái gì đó trong họng là phải sử dụng chiêu Surf hoặc là Dive. Hai chiêu đều có hơi rủi ro và không phù hợp trong đấu giải. Bên cạnh đó thì chỉ số của nó cũng không phải là quá tốt cho bất kỳ mảng nào. Tinh thành ra cách chiến đấu của em thì có hay đó, nhưng chắc cần phải một dạng tiến hóa nữa để phát huy được tiềm năng tối đa của nó. Và chúng ta bắt đầu vô hạng 10. Đó chính là Hypno. Loài Pokemon thôi miên được giới thiệu từ hồi Gen 1. Trong Pokédex của Hypno có miêu tả, Hypno có thể đưa con người vào giấc ngủ bằng cách đung đưa con lắc của nó. Nó được biết tới là cư trú cách xa con người và trên những con đường ít người qua lại. Trong khi chờ đợi con mồi, nó đánh bóng con lắc của mình. Nếu có ai đó đi ngang qua, Hypno sẽ thôi miên và ăn thịt giấc mơ của họ. Là một Pokemon hệ siêu linh và tồn tại nhờ vào việc ăn giấc mơ, có thể nói con lắc chính là công cụ để Pokemon này sinh tồn và cũng là vũ khí dùng để tấn công. Có điều loài này lại không quá khó đối phó trong các trận đấu chuyên nghiệp, với bộ chỉ số cũng nằm ở mức trung bình. Tấn công hay phòng thủ đều không quá nổi trội, nên thành ra nếu chuẩn bị sẵn một Pokemon trong người thì gặp loài này cũng không quá đáng lo ngại. Chỉ là với trẻ em thì loài này hơi tiềm tàng mối nguy khá lớn đó. Qua đến hạng 9 thì chúng ta sẽ nói về Delmas. Trong đám Pokemon cầm vũ khí thì Delmas chắc là Pokemon khó phân biệt nhất. Theo Pokédex của nó, thật chất thì phần rong biển màu xanh mới chính là cơ thể thật. Còn cái chiếc mỏ neo to khổng lồ đó chỉ là một công cụ mà nó sử dụng để tấn công con mồi mà thôi. Một phát vung mỏ neo của nó cũng đủ sức hạ gục được một con whaler khổng lồ. Từ đó loài rong biển ma này sinh tồn bằng cách bám thân vào các mỏ neo ở những con tàu đắm. Điều đó lý giải cho song hệ ma và cỏ của nó. Về mảng chỉ số thì loài này cũng khá ok khi tấn công vật lý là 131, hay các mảng phòng thủ đều không quá tệ. Tốc độ 40 cũng khiến nó rất phù hợp trong trick room. Đặc tính Steel Walker cũng giúp nó tăng 50% sát thương của những chiêu hệ thép. Nhưng thực ra mà nói, cỏ và ma là song hệ có khá nhiều điểm yếu, nên khá khó để Delmas trở nên hữu dụng. Chiếu theo Pokédex, nếu nó mang trong mình hệ cỏ hoặc thép, hoặc là ma và thép, thì có lẽ với bộ chỉ số và đặc tính này sẽ khiến nó được chú ý nhiều hơn. Còn hiện tại thì Delmas vẫn chỉ đang nổi tiếng về hình thù đánh lừa nhà huấn luyện mà thôi. Ở hạng 8 thì chúng ta sẽ nói về gia phả nhà vịt hành tây Farfetch vùng Kanto, Farfetch vùng Gala và dạng tiến hóa Sirfetch. Gia đình loài này thì dù cách xa nhau ngàn hải lý vẫn có chung một tập quán sinh sống, chính là gắn liền cuộc đời với cây hành tây. Cây hành tây này không chỉ là vật cầm cho vui mà nó còn được sử dụng như vũ khí của tụi nó để tự vệ, đôi khi còn là lương thực những lúc khẩn cấp. Thậm chí kích thước của cây hành tây cũng ảnh hưởng luôn đến sự phát triển của nó. Ở vùng Kanto thì cây hành tây khá nhỏ nên nó không phải dùng quá nhiều sức, thành ra vẫn còn mang hệ bay và thường trên người. Khi di cư qua vùng Gala, nơi này không có loại hành tây nhỏ như vậy, thành ra thay vào đó những con Farfetch đã làm mất cây hành tây nhỏ của mình
bắt buộc phải thích nghi với việc mang theo cây hành tây to lớn hơn. Việc này khiến cho cơ bắp của tụi nó phát triển hơn, nhưng rồi bù lại tụi nó không thể nào bay được, dẫn đến việc tụi Farfetch vùng Gala chỉ mang thuần hệ giác đấu mà thôi. Sau khi tiến hóa thành Sirfetch thì cây hành tây của nó cũng chia làm hai phần, thân dài và nhọn làm cây thương, và phần ngọn lá xanh cứng chắc chắn được làm thành tấm khiên để tiện cho việc phòng thủ và tấn công. Nhờ đó mà sức mạnh của loài này càng được củng cố. Nó có một chỉ số tấn công vật lý khá cao là 135, cộng với khả năng phòng thủ cũng tương đối là ổn. Chỉ có điều là tốc độ của loài này quá chậm, nhưng được cái là đặc tính Scrappy sẽ cho phép một Pokemon hệ giác đấu như nó có thể gây sát thương lên những Pokemon hệ ma, khiến cho khả năng công phá của nó được mở rộng hơn. Chỉ có điều là với tốc độ nằm ở mức lưng chừng như thế này, không quá cao cũng không quá thấp, khá là khó để sử dụng trong chiến đấu chuyên nghiệp so với những con Pokemon ở top đầu. Ở hạng 7 thì chúng ta có Galarian Slowbro. Trong gia phả của loài hà mã này thì chỉ có mỗi Slowbro hình dạng vùng Gala là có liên quan đến vũ khí. Thật ra thì trong Pokédex của nó có miêu tả chi tiết hơn rằng do Shellder cắn vào cánh tay của nó gây ra phản ứng hóa học giữa chất độc của Shellder và gia vị Galarica được tiêu thụ trong cơ thể của Slowpoke. Galarian Slowbro được coi là cực kỳ nguy hiểm vì có xu hướng tấn công bừa bãi xung quanh. Nguyên nhân là do con Shellder trên tay nó đôi khi sẽ vô thức cắn rất mạnh. Một lý do khác là Shellder cảm thấy sung sướng khi cắn đủ mạnh để hấp thụ chất độc trên tay của Galarian Slowbro, giống bị phê thuốc vậy đó. Cái này không đủ tử đừng nghe nha. Tuy nhiên thì Shellder thỉnh thoảng sẽ ngất xỉu vì chất độc rỉ ra, và Galarian Slowbro thỉnh thoảng nổi cáu vì chất độc nói trên gây ra. Slowbro vùng này tấn công bằng cách túm lấy lưỡi của Shellder trên tay của nó, khiến cho Shellder bắn ra chất độc từ phần đầu. Nhìn khu khơ vậy thôi chứ lúc chiến đấu thì tốc độ bắn tỉa của nó được ghi nhận là tốc độ nhanh nhất từng được biết đến. Do đó nó có đặc tính Quick Draw với 30% khả năng tấn công trước mọi mục tiêu trên sân. Nếu cầm theo vật phẩm Quick Claw nữa thì tỷ lệ ra đòn được cộng điểm ưu tiên là 44%. Về mặt chỉ số thì loài này được phân bố đều ở cả hai mảng tấn công và phòng thủ. Tốc độ chỉ có 30 thì lại rất hữu dụng trong Sigrum. Chiêu độc quyền Selfside Arm cũng có sát thương lên đến 90 và 20% khả năng làm đối thủ bị dính độc. Tổng quan thì nhìn sơ Slowbro vùng Gala nguy hiểm và năng động hơn vùng Kanto khá nhiều. Cơ mà vấn đề là việc sử dụng tụi nó hơi bị may rủi. Và để nói vào việc sử dụng thì Slowking vùng Gala vẫn có thể khai thác được nhiều hơn, hoặc là khả năng chống chịu của Slowbro vùng Kanto vẫn tốt hơn. Tôi ước gì là người ta không thay đổi quá nhiều về mặt chỉ số cho hình dạng Gala của nó. Vì nói thật thì tấn công cả hai mảng có 100 điểm thì đánh cũng không thấm vào đâu, dù cho nó có đánh nhanh cỡ nào đi chăng nữa. Ở hạng 6 thì chúng ta sẽ nói đến Tinkaton. Họ nhà này chắc chắn nổi tiếng là những cô gái sống ba gai nhất cái vùng Paldea. Khi mà thấy Covenant ở đâu thì làm gỏi tụi nó ở đó. Mà thiệt ra là tụi nó không chỉ kiếm chuyện với mình Covenant không. Ở cấp 1 thì cây búa của nó cầm được làm từ những mảnh sắt vụn nó lượm được. Đây có thể được coi là một loại vũ khí tự vệ của nó. Khi lên đến cấp 2, Tinkatuff, tụi nó sẽ nâng cấp cây búa của mình từ những bộ phận sắt thép từ Pawnia và Pitshop mà bản thân tụi nó săn được. Còn lên cấp 3 thì tay nghề tụi này cũng lên trình. Nó cải tạo cây búa cũ của mình thành một cây búa khổng lồ, nặng khoảng 100kg. Những con Tinkaton sẽ dùng cây búa này để đánh những tảng đá lên trời nhằm hạ gục những con Covenant đang bay mà chúng nhìn thấy. Có thể coi đây là việc săn mồi, hoặc có thể là đánh cho vui. Mà với tính cách tinh tưởng của tụi nó thì phần trăm đánh cho vui có vẻ nhiều hơn. Về mảng chiến đấu thì là một dấu hỏi khá lớn. Vì dù cho vác cây búa nặng như vậy, cả 100kg, nhưng tốc độ của tụi nó lại thuộc hàng khá cao. Bù lại công vật lý của nó lại thấp một cách khó hiểu. Chắc là nhà sản xuất thế việc chiêu độc quyền Gigaton Hammer sát thương 160 của tụi này quá bá đạo, nên đành dìm lệ công vật lý xuống cho nó thành 75. Ai dè là không ai xài tới luôn. Dù vậy thì nó cũng có khá khá những chiêu thức hữu dụng như là Fake Out, Knock Off hay là Thunder Wave, hỗ trợ tấn công cũng khá tốt. Chỉ là mảng tấn công của tụi nó không quá nổi trội, mảng chống chịu thì cũng không đủ cứng cáp, nên là không được chú ý cho lắm, ngoại trừ cái ngoại hình và lối sống ba gai của tụi nó ra. Ở hạng 5 thì đó là gia đình Cubone. Cubone mang trên mình một câu chuyện khá cảm động khi khúc xương và mặt nạ nó đang dùng để chiến đấu là từ người mẹ đã mất của mình. Sau khi đã vượt qua nỗi đau của nó, Cubone sẽ tiến hóa thành Marowak với một khúc xương mới, được nó sử dụng như là một vũ khí boomerang. Ở vùng Alola thì Cubone đã biến linh hồn u uất của mẹ mình thành một ngọn lửa và chiến đấu với vô số kẻ thù ngoài tự nhiên, khiến cho giác quan của nó được khai mở. Sử dụng khúc xương và điệu múa lửa để tiễn đưa những đồng đội đã khuất. Do đó hệ của nó đã được thay đổi thành hệ lửa và ma. Trong chiến đấu thì gia đình loài này có một bộ chỉ số tương đối, tuy không quá nổi trội nhưng khả năng chống chịu cũng thuộc hàng khá tốt. Chưa hết thì duy nhất loài này có một vật phẩm độc quyền mang tên Thick Love, dùng để gấp đôi chỉ số tấn công vật lý của chúng lên, khiến cho khả năng công phá của tụi nó thốn hơn gấp mấy lần. Nó được mang theo khúc xương này trong chiến đấu thì sát thương tụi này gây ra thật sự phải khiến đối thủ lo sợ, có thể ngang ngửa hoặc là hơn những con Pokemon huyền thoại cấp cao khác.
Tụi nó cũng học được chiêu độc quyền là Boomerang, có sát thương là 50, đánh 2 lượt liên tiếp, dùng để phá Focus Shot hoặc là đặc tính Study là chuẩn bài. Với tôi thì nhà này nhận được lợi ích từ khúc xương nó mang lại khá lớn trong chiến đấu. Phải nói là một bước nhảy vọt sức mạnh cực kỳ so với các Pokemon sử dụng vũ khí trong danh sách này. Ở hạng 4 thì đó là gia đình của Conkeldurr. Từ khi ở cấp 1 thì Timber đã luôn mang theo một thanh gỗ bên mình. Điều này giúp nó trong quá trình làm quen với vật nặng, tăng cường cơ bắp và luyện tập cho đến khi nó có thể nâng được vật nặng gấp 3 lần cơ thể của mình. Thì đó là lúc nó tiến hóa. Lên cấp 2 thì nó mang theo một dăm thép hình chữ Y, một kiểu tăng mức độ khó để luyện tập sức mạnh cho việc tiến hóa lên cấp cuối cùng thành Conkeldurr. Giờ đây khi tiến hóa thì mỗi tay của nó đều vác theo một cây bê tông cứng chắc, một phần là để làm vũ khí, phần còn lại là để nâng đỡ phần thân trên to lớn và phát triển của mình. Nhưng sức mạnh thật sự của tụi này sẽ được phát huy khi mà tụi nó bỏ hai cây bê tông ra và đấm bằng tay không. Có thể thấy khối bê tông như là một công cụ để luyện tập và kiềm lại sức mạnh thể chất vượt trội của chúng. Bên cạnh đó nó còn một biệt tài nữa là tự tạo ra hai khối bê tông cho mình. Bê tông nó làm ra có độ cứng chắc hơn con người làm ra rất nhiều lần. Nhờ đó mà chúng đã giúp con người xây dựng những công trình vào hơn 2.000 năm trước. Về mảng chiến đấu thì sao? Chỉ số của nó cũng thiên hẳn về mảng vật lý, với công vật lý là 140, sinh lực và phòng thủ ở mức khá tốt, tốc độ 45, tuy là chậm nhưng sẽ rất đáng sợ trong Trick Room. Đặc tính của nó có 3 cái nào cũng là đặc tính tấn công hữu ích, như là Guts, tăng 50% công vật lý nếu bị dính trạng thái xấu. Shield Force thì bỏ qua các hiệu ứng phụ của chiêu sử dụng, thay vào đó là tăng 30% sức mạnh của các chiêu thức đó. Đặc tính này đi chung với Life Orb là chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Iron Fist sẽ tăng thêm 20% sát thương cho các chiêu dạng dùng nắm đấm. Với nhiêu đó lợi thế cũng đã khiến cho Conkeldurr trở thành lựa chọn của rất nhiều nhà huấn luyện trong các giải đấu chuyên nghiệp, đỉnh điểm là vào giai đoạn Gen 8. Bên cạnh đó thì nó cũng đã mang về chiến thắng quán quân cho khá nhà huấn luyện trong mỗi thế hệ mà nó ra mắt, từ thế hệ 5 cho đến thế hệ 8. Chỉ có điều là cùng với mô hình chỉ số như trên thì Gen 9 đã có Iron Hands, là một con Paradox cứng cáp hơn, đánh đau hơn và trụ sân tốt hơn. Đã vậy nó còn học được phay cao, thành ra thì vị trí của Conkeldurr cũng dần bị mai một. Hy vọng là vào Gen 10 chúng ta sẽ thấy Conkeldurr lên hương một lần nữa. Ở hạng 3, đó chính là một Pokemon huyền ảo mang tên Hoopa. Dù chưa bao giờ thật sự có cơ hội để trổ tài trong những trận đấu chuyên nghiệp, nhưng thật sự sức mạnh của nó là không thể nào ngó lơ. Đầu tiên thì chúng ta hãy tìm hiểu về vũ khí của nó là cái gì. Những chiếc nhẫn trên cơ thể của Hoopa có thể làm cong không gian và cho phép nó vận chuyển vật phẩm bằng cách đưa chúng qua vòng cổ của nó. Với sức mạnh đó, Hoopa sẵn sàng gây sự và chiếm lấy bất cứ thứ gì mà nó muốn. Có thể thấy chiếc vòng chính là một cổng dịch chuyển không gian, nơi mà Hoopa có thể tự do qua lại, thò tay ra lấy bất kỳ thứ gì mà nó muốn, thậm chí là dịch chuyển những sinh vật khác như trong movie 15 mà chúng ta đã được chứng kiến. Có thể nói đây là một cánh cửa thần kỳ, và Hoopa là một Pokemon sử dụng điêu luyện cánh cửa thần kỳ đó. Tuy nhiên chưa hết, ở dạng phong ấn nó nhỏ bé như vậy mà đã có thể gây sự khắp nơi, chứ đừng nói chi là hình dạng của nó khi được tháo bỏ phong ấn. Giờ đây không chỉ có 2 mà nó có tới tận 6 cái vòng với 6 cánh tay, thỏa sức tàn phá hay dịch chuyển bất kỳ thứ gì mà nó muốn. Một hình dạng với sức mạnh không thể nào kiểm soát. Ở hình dạng thật sự của mình, Hoopa Unbound có bộ chỉ số công vật lý và công đặc biệt chạm ngưỡng từ 150 trở lên. Song hệ cũng chuyển từ siêu linh và ma thành siêu linh và bóng tối, giúp cho nó chỉ bị khắc chế bởi hai hệ là bọ và tiên. Chiêu độc quyền Hyperspace Fury cũng là chiêu thức có thể đánh xuyên mọi loại tường bảo vệ và gây sát thương là 100. Nhưng vấn đề của Hoopa Unbound đó chính là nó khá thọt về mạng thủ vật lý khi chỉ có 60 điểm, thành ra rất dễ bị bắt bài bởi đối thủ. Bên cạnh đó còn bị nhân 4 sát thương bởi hệ bọ nữa, mà hệ này thì chuyên về những chiêu tấn công vật lý. Tôi không biết là tương lai Game Freak có cho Pokemon huyền ảo và các giải đấu chuyên nghiệp hay không, để chúng ta có thể nhìn tận mắt sức mạnh của chúng, chứ xây dựng cho đã mà không xài thì quá là ngộ nghĩnh rồi. Ở hạng 2 Á Quân, tôi không thể nào không nhắc đến một Pokemon mới toanh đang quậy đục nước trong đấu trường, đó chính là Ogepon. Trong Pokédex của nó có miêu tả, nó chiến đấu bằng cách khiến đối thủ bối rối bằng những chuyển động và cú đá nhanh nhẹn của mình, đồng thời nó hút năng lượng dựa trên loại mặt nạ mà nó đang mang, truyền vào cây gậy của mình những nguyên tố khác nhau. Loài Pokemon này, ngoài tính cách tinh nghịch ra, thì tụi nó luôn mang theo trên mình một cây gậy thường xuân, và chiêu độc quyền của nó cũng là IV Control với sức mạnh 100. Nó sẽ tập hợp nguyên tố phụ thuộc vào chiếc mặt nạ nó đang đeo để biến những cú vung gậy thành những hệ như là cỏ, lửa, nước hoặc là đá. Đây cũng có thể nói là chiêu sát thương chính của tụi này, và không một Pokemon nào đỡ nổi. Nếu nó không đeo mặt nạ thì không sao, chứ nó đeo mặt nạ rồi thì giống như trong quá khứ nó đã giả Pokemon huyền ảo Petrarun như giả gạo. Và danh xứng với thực làm sao trong chiến đấu chuyên nghiệp, nó đã thống trị các giải đấu kể từ khi ra mắt đến bây giờ với những hình dạng khác nhau. Có một bộ chỉ số khá tốt khi nổi bật là công vật lý 120 và tốc độ là 110, cho phép nó đánh trước khá nhiều đối thủ.
cộng với một bể chiêu thức hữu dụng bao gồm khả năng hút sát thương như là Follow Me, bảo vệ bản thân bằng Spiky Shield và cái sát thương hồi máu bằng Horn Leech. Cách sử dụng của Ogrepon cũng không quá phức tạp nhưng lại mang đến hiệu quả cực kỳ tốt trên đấu trường, khiến cho Ogrepon cùng cái dư cui 50cm của mình gõ lỗ đầu không trượt bố con thằng nào. Và tiếp theo là một Pokemon mà tôi phải ưu ái cho vị trí đầu bảng này, không ai khác đó chính là Zacian. Tèn tèn tèn. Ở hình dạng bình thường thì Zacian như là một loài sói có kích thước khổng lồ, không có gì đặc biệt. Nhưng trong Pokédex bảo là khi mang theo vật phẩm Rusted Sword vào trận đấu, Zacian sẽ hấp thụ các hạt kim loại trong không khí và sử dụng chúng để tạo ra một bộ giáp vàng trên cơ thể và biến vũ khí cổ xưa của nó thành một thanh kiếm lớn bằng vàng. Zacian có thể tra kiếm vào vỏ khi không sử dụng bằng cách quấn nó vào bờm. Ground Sword là hình dạng thật của Zacian và nó phát huy hết sức mạnh của mình ở hình dạng này. Nó cũng có khả năng hạ gục bất kỳ thứ gì chỉ trong một đòn và kỹ năng điêu luyện của nó cũng đã truyền cảm hứng cho các Pokemon khác. Nói chung thanh kiếm này chính là thứ làm nên sức mạnh của nó, nhưng có điều đáng buồn là nó chỉ múa được ở Gala mà thôi. Phép vua thì cũng thua lệ làng, bước qua vùng đất của cơ chế Terra thì khả năng tấn công của Zacian bị dìm một cách thảm hại khi công vật lý từ 170 bị giảm còn 150 mà thôi. Đặc tính Intrepid Sword thì chỉ tăng được một bậc công vật lý trong phần đầu tiên ra trận, rút về thì chỉ coi như là mất luôn. Cho dù là nó có một bộ chỉ số phải nói là cực kỳ ao trình và một song hệ phòng thủ cực kỳ tốt thì Zacian cũng đang bị đối xử khá là bất công so với tụ huyền thoại cấp cao khác từ thế hệ 8. Nó nói thẳng ra là con Calyrex đó, lòng vòng chi cho nó mệt ha. Cơ mà so với tụi cầm vũ khí chiến đấu thì đố ai đọ lại sức mạnh của Zacian lắm, cho nên là chắc chắn nó phải đứng hạng 1 rồi. Và tôi cũng đã đi qua hết những Pokemon mà tôi cho là tụi nó rất mạnh khi cầm theo vũ khí và cách chiến đấu sinh hoạt của tụi nó cũng vô cùng đặc biệt. Theo các bạn thì sao? Đâu là những Pokemon cầm theo vũ khí nữa mà các bạn cảm thấy là rất mạnh? Hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tuần sau. Bye!